Con này em chạy tiếng Việt rồi, anh nào mà thích mua chạy xài bền thì cứ chơi đi nha. Đó, cục benzin đó, bỏ sim mà xài. Con này pin pin 4 5 ngày 6020. Con này line new nha anh chị, chứ phải line new nha. Mà chạy biệt rồi đó, anh nào cũng mua cho ba xài, cho ba, cho cậu, cho anh cô gì dưới quê gì đấy, thài bao ngon nha. Đồ gì thì khỏi lo đó, tiếng Việt full luôn. Đó, tiếng Việt đủ ha, giờ là xài thôi. Đồ zin là xài sướng, không có lo mà bị cũ vỏ, chuông lớn nữa. Đó. Đó, 6020. Nó có camera. Còn bữa hồi xưa em quay là cái máy 6021 thì không có camera nha. Nhưng mà không có sao, đi chen nhau hết. Biết châu sống khỏe là được rồi. Đó, anh nào thích alo cho em. Cục sạc chui lớn. Zin tai nghe tai heo luôn, ghim 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 đồ đó, buồn buồn cái để em chơi luôn. À cái này không em phải không ta, không nhớ anh. Này nghe gọi thôi chị ơi, không ép em, xui không có ép em thì thôi. Rồi ok, anh nào thích alo cho em nha. Pin zin xài cứ lâu nha anh chị. Loa trong nó lớn lắm. Loa trong lớn là pin trâu. Dưới quê mà xài cái này là bao bao phê nha. Đó, anh nào chốt thì alo cho em. Nay thứ bảy cuối tuần, nhà quay phim chơi, không đi nhậu. Rồi, ok anh chị, 6020 full hợp. Quên nữa, em bỏ cái tai nghe vô coi. Tưởng có FM, vậy là dòng này không có FM. Đó. Đó. Rồi. Ok.